Con thấy sao con? Dạ rất là thơm. Thơm à? Thơm mùi cá. Ngon quá. Ngon. Ngon ghê luôn. Giờ chúng ta tiến hành ướp cá nha các bạn. Thì món này lần đầu tiên hai chồng mình làm thì cũng không biết là nó ngon hay dở, cũng thành công thôi. Giờ mình ướp cá nha. Thì hồi nãy mình cho là có một muỗng muối thôi, một muỗng canh, một thìa cà phê muối với này hạt lim này hai thìa nhỏ nè, hai muỗng cà phê nhỏ nè, quên mất thìa bột ngọt. Và cũng vậy luôn, đây mình ăn tiêu quá nhiều á, mình cũng ướp hai muỗng cà phê tiêu nha, đổ vô hết nha. Này cái này mình đặt mua loại ướp để mà nướng thịt á. Sao thấy vừa thế? Tại lần đầu tiên làm cũng không biết là phải công thức làm sao. Thêm mình nhảy cho nửa hũ nha. Rồi, nay mình có chuẩn bị hành tím thôi ha, mình sắc nhỏ, cắt nhuyễn ra thôi hả? Không có băm. Cái này gốc hành. Xong chưa? Thổi. Ăn cay giờ nó ớt, ít ớt thôi, thì có tiêu rồi. Nguyên liệu vô thì giờ mình ép chà cho đường cái nha, cho thấm nha. Nhắc cái này thì được nha. Cá này thì mình mua cá cam nữa rồi. Cá cam, cá biển nữa thôi. Người ta hay làm món cá cam mà ta quấn với bạc, ta nướng lắm mấy bạn. Nhưng mà giờ vợ chồng mình nướng cách khác. Nướng tên đá hoa cương luôn. Nướng đá luôn. Cái này cho nó ngon rồi. Ấp cá chắc đợi khoảng tiếng đồng hồ. Rồi. Vậy phải mua lít rượu mình nhậu để ta thấy chứ. Ờ, sao sao mở á. Thiệt. Ăn giòn. Nhậu nhạt gì. Nhậu. Nó mỏng mỏng không cho nó sắc tay dựng dụng không? Không được. Đá nóng không?
quét lên. Quét dầu ăn lên đó. Chắc để lửa than thêm nữa. Đây. Rồi, nóng rồi. Ừ, đá hoa cương mà đâu phải là gạch đâu. Mua miếng đá mà nó 100 ngàn. Là lụm. Con mượn đi xuống giữa này. Không tới rồi, không hết rồi. Hấp dẫn quá. Để cái thao đây đi. Một hồi cá nó khô, có mình dặm nước luôn. Rửa hang quá, khét quá, đưa hai cái cây hay quơ ra đây. Màu khét quá ha, nóng quá ha. Nãy tôi tính ngồi bơi lộn. Kiểm nhìn một cha thấm thiết kìa cha. Nhìn nhìn mặt cha hấm thiết, nhìn mặt cha không còn đi lại luôn. Nhìn buồn quá, nhìn khóc chứ. Đây là nóng quá. Chín rồi. Chín bởi vậy nó cứng ngắt à. Ở con này không? Con này ngon đấy. Nặng quá vậy, không có cái được. Món này thơm bát nhé. Món này sao con? Dạ rất là thơm. Thơm à. Thơm mùi cá. Nhắc đậu phộng lên. Đó, đậu phộng là sao con? Trang mỡ hành lên đi. Con nói là không ăn hành mà để chút thử. Hành rất là thơm nha. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Nhìn đẹp quá. để đổ cũng nước chứ to thôi. Nó đổ cũng giặt hả? Món này chúng ta ăn với gạo sống và bánh tráng. Món mè. Chấm với mắm mè.